Thánh xuống Ngân Thảo lên xe hoa, còn nhận chức giám đốc sau 2 năm gây bão thách thức danh hài. Ngân Thảo là một trong những thí sinh hot nhất thách thức danh hài năm 2019. Tuy phần lớn các vòng thi, Ngân Thảo đều dập tới tấp từ MC đến giám khảo, nhưng kịch bản bất ngờ cùng lối diễn tự nhiên đã giúp Ngân Thảo thành công chiếm trọn nụ cười của hai danh hài từ đầu tới cuối. Sau khi trở về từ thách thức danh hài, Ngân Thảo không ngủ quên trên chiến thắng mà vẫn tiếp tục công việc bán hàng online của mình. Mỗi lượt livestream bán hàng của mình, cô nàng đều thu về lượng tương tác cực khủng mà nhiều người mong ước. Được Ngô Kiến Huy tài trợ nên hàm răng của Ngân Thảo đã không còn xuống nữa mà trắng đều tăm tắp. Cũng như vậy mà nhan sắc cô nàng lên đời trông thấy. Mới đây nhất, cô nàng đã chính thức lên xe hoa với bạn trai lâu năm. Trên trang cá nhân, người đẹp nhận được vô số lời chúc phúc đến từ khán giả. Không dừng lại ở việc livestream bán hàng, cô nàng đã tiếp nhận chức giám đốc thương mại của một công ty kinh doanh các sản phẩm làm đẹp da. Có thể thấy cô nàng Thánh Xuống năm nào hiện đang viên mãn với cuộc sống hôn nhân lẫn công việc kinh doanh. Nếu khán giả yêu thích Thánh Xuống Ngân Thảo sẽ biết rằng cô nàng sở hữu riêng một kênh YouTube với hơn 232.000 lượt theo dõi. Trang cá nhân của Ngân Thảo cũng có lượng người theo dõi ngang ngửa. Mỗi lần livestream của cô nàng cũng có hàng chục ngàn lượt xem. Có thể nói thành tích ấn tượng của Ngân Thảo không chỉ nhờ vào biệt danh Thánh Xuống mà còn chính bởi sự đáng yêu, hiền lành và hiếu thảo của cô gái miền Tây. Nó được thể hiện rõ nét trong từng video clip giới thiệu các sinh hoạt đời thường hay những video nấu ăn của Thảo. Tuy nhiên, cô gái cũng từng vấp phải luồng ý kiến tranh cãi từ dân mạng. Khi thấy Ngân Thảo nói chuyện lanh lẹ, ăn mặc gợi cảm lên sóng livestream, một số netizen cho rằng hình ảnh chân chất hiền lành trên game show của cô chỉ là làm màu giả tạo. Ngân Thảo lập tức đăng đàn giải thích: "Tôi ăn mặc sexy, ăn nói lanh lẹ trước khi thi thách thức danh hài. Tôi không từ chối điều đó. Nếu từ chối như vậy, tôi sẽ xóa hết hình ảnh trước đây và tạo cho mình hình ảnh quê mùa chân chất để mọi người thương. Tại vì đó là công việc của tôi không thể nào ăn mặc lộn thộn được. Rồi mình buôn bán bắt buộc mình phải lanh. Tôi phải tự xù lông lên để bảo vệ cuộc sống tài chính của tôi." Trước đó, từng có thông tin Ngân Thảo sẽ lấn sân sang hoạt động showbiz. Tuy nhiên, cô phủ nhận thông tin này. Ngân Thảo nêu quan điểm: "Tôi muốn dành thời gian để lo cho gia đình. Tôi hiểu là cho dù mình làm 100 triệu mà người thân không còn bên cạnh thì cũng không còn ý nghĩa. Bây giờ nếu tôi vào showbiz, nếu may mắn làm có tiền, tôi có thể mướn người lo cho mẹ và nội. Nhưng nếu tôi cầm tiền về mà người thân không còn bên cạnh thì tôi chẳng vui gì mà còn ân hận suốt đời." Chia sẻ về cuộc sống của mình sau thách thức danh hài, Ngân Thảo cho biết cô được nhiều người biết đến nên công việc buôn bán thuận lợi hơn. Từ đó Thánh Xuống có nguồn thu nhập ổn định để lo lắng cho gia đình. "Bây giờ tôi có một lượng khách ổn định, công việc không còn khó khăn như trước. Khi ra đường 10 người thì cũng có 5 người nhận ra tôi, điều đó khiến tôi thấy vui lắm." Ngân Thảo vui mừng chia sẻ. Nhắc đến thách thức danh hài, Ngân Thảo kể năm cô dự thi, trời mưa bão khiến quá trình di chuyển gặp không ít khó khăn. Thí sinh từng ẵm 100 triệu nhớ lại: "Tôi và bạn trai chạy xe máy từ dưới quê lên mà mưa quá nên cũng có ý định đi về. Đến lúc tới thành phố Hồ Chí Minh là đã 1 giờ sáng, phải tìm nhà trọ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc thi." Đồng thời, cô gái Đồng Tháp thừa nhận thời điểm tham gia cuộc thi, cô không nghĩ bản thân mình sẽ giành giải cao như vậy. Vì vậy, việc liên tục vượt qua các vòng thi ẵm giải 100 triệu đồng khiến Thánh Xuống không khỏi vỡ òa.